Thân chào tất cả các em đã đến với kênh đồ chơi của chị Trâm Anh. Hôm nay chị Trâm Anh sẽ mở hộp đồ chơi búp bê Barbie Style. Và đây là búp bê Raquel, có khớp, có lông mi. Đây là mặt trước của hộp đồ chơi. Đây là mặt sau của hộp đồ chơi. Có hình các búp bê khác mà chúng ta có thể sưu tập. Rồi, bây giờ chị sẽ mở hộp. Wow, đẹp quá các em. Chị sẽ lấy đôi giày này ra trước. Đây là đôi giày cao gót màu tím rất đẹp. Đây là túi xách của Raquel, có màu đen. Túi xách ngắn tay. Rất dễ thương. Đây là phía trong của hộp đồ chơi. Và đây là búp bê Raquel có khớp, có lông mi. Raquel rất là đẹp, có trang điểm son môi màu hồng đậm. Đây có lông mi. Lông mi rất dài và rất đẹp các em. Các em thấy có dễ không? Lông mi rất đẹp. Raquel có mái tóc màu đen và có highlight màu nâu. Cột cao. Tóc rất mượt các em. Mới mở hộp thôi nhưng mà tóc rất là mượt. Trên đầu Raquel có đeo một mắt kiếng mát hình màu tròn. Raquel không có đeo bông tai ha. Không có bông tai. Có đeo dây chuyền màu bạc. Đây Raquel có mặc một cái áo ngắn tay bên trong có hoa màu vàng và màu tím và màu xanh. Và bên ngoài Raquel mặc một áo khoác bằng vải jean màu xanh. Rất xinh. Raquel có mặc một quần jean màu đen. Và đi một đôi giày màu đen. Đây là búp bê có khớp. Khớp tay. Khớp cổ tay. Khớp tay, khớp cổ tay. Có khớp chân. Và đặc biệt có khớp cổ chân.
Có thể đi giày cao gót và giày không cao gót, rất thuận tiện. Rất xinh. Đây là giày cao gót màu đen của Raquel. Rất đẹp phải không các em? Rồi bây giờ chị sẽ thử giày cao gót nha. Raquel có một đôi giày cao gót màu tím rất đẹp. Đây chân. Gót cổ chân rất đẹp. Đây là giày cao gót màu tím. Có trong bộ đồ chơi này. Đây là chi tiết của đôi giày cao gót màu tím. Rất đẹp. Có thể cầm túi xách. Giơ tay chào các bạn. Các em có thích búp bê này không? Cảm ơn các em đã xem kênh đồ chơi của chị Trâm Anh. Các em hãy nhớ đăng ký miễn phí và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chào tạm biệt các em.